Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta là những người tin Chúa sống lại, hãy lo tìm những sự trên trời là hạnh phúc bất diệt, chứ đừng tìm của cải, danh vọng, vui sướng thế gian là hạnh phúc giả tạo. Đó là nội dung đoạn thư sau đây. Kính mời cộng đoàn lắng nghe. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang.